Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngày. Cơn khát vàng của nhà đầu tư châu Á chưa hạ nhiệt. Các nhà đầu tư trên khắp khu vực châu Á, Thái Bình Dương, APAC đang nhắm đến vàng như là tài sản đa dạng hóa đầu tư và trú ẩn an toàn trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế không chắc chắn và rủi ro địa chính trị gia tăng, ghi nhận thông tin từ tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online. Báo cáo khảo sát của State Street Global Advisors SSGA và Hội đồng Vàng Thế giới WGC công bố hôm 26 tháng 6 cho thấy 27% trong số các quỹ quản lý tài sản ở khu vực APAC có ý định tăng nắm giữ vàng trong 12 đến 18 tháng tới. Kết quả này cao hơn tỷ lệ 21% quỹ quản lý tài sản ở khu vực Bắc Mỹ muốn mua thêm vàng trong cùng giai đoạn. Cuộc khảo sát được thực hiện với 850 nhà đầu tư, tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ tài chính ở khu vực APAC và Bắc Mỹ. Trong số này có 63 quỹ quản lý tài sản ở APAC và 75 quỹ quản lý tài sản ở Bắc Mỹ. 51% quỹ quản lý tài sản APAC trong cuộc khảo sát có số tài sản hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Kết quả khảo sát nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng của khu vực châu Á đối với vàng. Robin Tsui, nhà chiến lược phụ trách thị trường vàng APAC của SSGA lưu ý, nhu cầu vàng trong khu vực được dẫn dắt bởi các nhà đầu tư ở Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Diễn biến này giống như những gì thị trường đã chứng kiến trong nửa đầu năm. Các nhà đầu tư châu Á có xu hướng xem vàng như tài sản cốt lõi để đầu tư dài hạn. Tôi nghĩ các nhà đầu tư châu Á nhìn chung đang đối mặt với một nền kinh tế khác so với Mỹ. Môi trường lãi suất thấp hơn thúc đẩy nhu cầu vàng của khu vực này trong năm 2024 cho đến nay. Tôi kỳ vọng đó sẽ là xu hướng trong tương lai khi Mỹ trì hoãn cắt giảm lãi suất. Robin Tsui nói với trang tin Asian Investor, 57% trong số quỹ quản lý tài sản khu vực APAC đang đầu tư vào vàng, cho biết nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường bất ổn, là lý do hàng đầu để họ mua vàng hoặc tăng cường tiếp xúc với vàng. 37% nói rằng nhu cầu phòng ngừa rủi ro đồng đô la Mỹ suy là lý do thứ hai thúc đẩy họ đầu tư vào vàng. John Reid, giám đốc chiến lược thị trường châu Âu và châu Á của WGC cho biết, nhà đầu tư ở châu Á lo lắng về chính sách tiền tệ và yếu tố địa chính trị hơn nhà đầu tư ở Bắc Mỹ, nơi lạm phát dà dẳng là mối quan tâm hàng đầu. Vàng đã được chứng minh là tài sản đa dạng hóa hiệu quả trong những thời kỳ bất ổn kinh tế và biến động tài sản. Đó là lý do hàng đầu thúc đẩy các quỹ quản lý tài sản ở khu vực APAC đầu tư vào vàng, Reid nói. Hơn nữa, thị trường chứng khoán Mỹ có hiệu suất cao hơn so với chứng khoán châu Á, khiến nhà đầu tư Mỹ ít có động lực hơn để phân bổ vốn vào vàng. Robin Tsui của SSGA cũng lưu ý, sự mất giá của các đồng tiền ở châu Á so với đồng đô la Mỹ là một yếu tố thúc đẩy nhà đầu tư trong khu vực mua vàng. Chúng ta đang chứng kiến với tình trạng đồng tiền mất giá ở hầu hết các nước trong khu vực APAC, bao gồm cả Nhật Bản. Trong khi đó, một số quỹ quản lý tài sản của Thái Lan khá lo ngại về việc đồng bạc mất giá, Tsui nói. Cuộc khảo sát trên cho thấy gần một nửa trong các quỹ quản lý tài sản khu vực APAC phân bổ từ 1 đến 4,9% cho vàng trong danh mục đầu tư của họ, 22% phân bổ từ 0,1 đến 0,9% và 8% đầu tư hơn 5% tài sản vào vàng. Trong bối cảnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, trì hoãn kế hoạch giảm lãi suất do lạm phát dà dẳng, thị trường vàng đã hoạt động vượt qua kỳ vọng. Trong 6 tháng qua, giá vàng trên thị trường quốc tế đã chạm nhiều mức cao kỷ lục mới. Nếu tính tới ngày 25 tháng 6, giá vàng thế giới đã tăng 12,8%, tương đương 264 đô la Mỹ lên khoảng 2.325 đô la trên ounce. Vàng có hiệu suất tăng giá hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi mong đợi. Điều đó xảy ra không phải nhờ nhu cầu đầu tư của phương Tây, mà là ở các thị trường mới nổi, Reid của WGC nói với Asian Investor. Reid cho biết thêm, nhà đầu tư của Trung Quốc và Ấn Độ đang có nhu cầu mạnh mẽ đối với các quỹ hoán đổi danh mục ETF, theo dõi cổ phiếu của các công ty khai thác vàng. Ông dự đoán giá vàng có khả năng tiến lên các đỉnh cao mới nếu nhà đầu tư phương Tây mua vàng nhiệt tình hơn khi Mỹ giảm lãi suất. Bầu cử Tổng thống Mỹ đẩy giá vàng tăng thêm. Theo kịch bản dự báo trung tâm của SSGA, giá vàng sẽ giao dịch trong biên độ 2.200 đến 2.500 đô la trên ounce trong nửa cuối năm 2024 nhờ Fed giảm lãi suất, đồng đô la suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn do thị trường biến động trước cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Trong kịch bản lạc quan, SSGA nhận định giá vàng có thể giao dịch trong khoảng giá 2.500 đến 2.700 đô la trên ounce. Thông tin từ tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online cho biết, Min Lan Tan, người đứng đầu văn phòng đầu tư APAC của UBS Global Wealth Management nhìn nhận. Ẩn số lớn đối với nhà đầu tư châu Á là cuộc bầu cử Mỹ sắp tới và khả năng xảy ra cú sốc tăng thuế nhập khẩu hàng hóa vào Mỹ nếu ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đắc cử. Để phòng ngừa cú sốc thuế này, UBS Global Wealth Management đang duy trì vị thế nắm giữ vàng. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5 tháng 11, theo Mark Heffield, giám đốc đầu tư của UBS Global Wealth Management, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ bị bán tháo trong 1 hoặc 2 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, và sau khi có sự chắc chắn về kết quả cuộc bầu cử, chứng khoán sẽ tăng trở lại. Ông cho rằng vàng sẽ được hưởng lợi trong cơn biến động của thị trường tài chính. Chúng tôi nghĩ vào năm tới, vàng có thể tăng lên 2.700 đô la trên ounce, ông nói. Gary Eng, nhà kinh tế cấp cao của ngân hàng đầu tư Natix, cho biết khẩu vị đầu tư vàng tăng mạnh mẽ khi giá được hỗ trợ nhờ nhu cầu của người tiêu dùng và khi kim loại quý này được xem là nơi trú ẩn tài sản trước những rủi ro địa chính trị. Vì vàng hiện được coi là một phần không thể thiếu trong danh mục đầu tư nhằm đa dạng hóa rủi ro. Do vậy, mối quan tâm từ các nhà quản lý tài sản ở khu vực APAC có thể sẽ duy trì và thậm chí còn tăng hơn nữa, ông nói. Tuy nhiên, ông lưu ý, nhu cầu vàng có thể yếu đi phần nào nếu lạm phát giảm trong tương lai, đặc biệt là vì vàng không tạo ra dòng tiền và giá cả có thể biến động theo thời gian. Giá vàng bất động, loạt cửa hàng vẫn không bán vàng miếng. Giá vàng miếng SJC tiếp tục đi ngang, cửa hàng vẫn thông báo hết hàng, khiến hoạt động giao dịch vàng tại Hà Nội trở nên ảm đạm. Ghi nhận của phóng viên Lao động, một số phiên giao dịch gần đây, lượng khách tại một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn thành phố Hà Nội rất ít. Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng lớn chưa rõ ngày mở giao dịch vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn 4 số 9 trở lại. Chị Bùi Trà My, Hai Bà Trưng, Hà Nội, khách đến giao dịch tại một cửa hàng kinh doanh vàng trên đường Cầu Giấy cho biết, muốn mua được vàng, bây giờ chịu khó, chờ đợi mua tại các ngân hàng. Thời điểm này, đến hỏi mua vàng miếng SJC tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, vừa không có, vừa mất công. Tôi đến nhiều lần, chưa mua được. Nhận thấy giá vàng liên tục giảm trong thời gian gần đây, bà Nguyễn Thu Trang, 62 tuổi, Ba Đình, Hà Nội, quyết định đi bán vàng đã tích góp từ lâu. Tôi thấy vàng giảm, nhưng có việc cần dùng tiền nên phải mang đi bán. Rất bất ngờ khi khách đến giao dịch tại các cửa hàng vắng vẻ hơn các thời điểm trước, và tôi cũng không cần phải xếp hàng để đến lượt giao dịch như ngày trước, bà Trang cho hay. Ghi nhận thêm, tại một số cửa hàng kinh doanh vàng trên đường Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội, vào sáng 27 tháng 6, giá vàng miếng SJC dao động từ 74 đến 76 triệu đồng trên lượng và nhẫn tròn trơn 4 số 9 dao động từ 73 đến 75 triệu đồng trên lượng. Tình trạng vắng khách cũng diễn ra tại hầu hết các tiệm vàng. Khách hàng đến cửa hàng chủ yếu là để mua vàng trang sức hoặc bán vàng. Vợ chồng tôi đi hỏi mua vàng miếng tại đủ các cửa hàng vàng lớn tại Hà Nội, nhưng 2 tuần nay đều về tay trắng. Nhưng vì giá vàng đang thấp nên vợ chồng tôi vẫn mua vào. nhưng cũng chỉ được vài cửa hàng bán vàng có vàng nhẫn 4 số 9 để bán. Anh Nguyễn Tùng Dương, Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ, tìm mua vàng miếng SJC tại các cửa hàng lớn gần 3 tuần nay, chị Lê Thu Hương, Hà Nội đều nhận được thông báo cửa hàng hiện không bán vàng miếng SJC và nhẫn tròn trơn 4 số 9. Từ khi vàng được chuyển sang 4 ngân hàng lớn bán, thỉnh thoảng tôi ghé qua những cửa hàng vàng lớn xem có khách đến bán vàng không, rồi mình xin mua lại, chị Hương nói. Nhân viên tại một cửa hàng kinh doanh vàng tại đường Trần Nhân Tông, Hà Nội cho biết, từ khi cửa hàng không còn bán vàng miếng SJC và nhẫn tròn trơn 4 số 9, lượng khách đến giao dịch giảm đi rõ rệt, không còn cảnh xếp hàng chen lấn mỗi khi giá vàng có biến động. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!